tuyên bố rút quân khỏi Kherson, châu Âu đề xuất viện trợ tài chính cho Ukraine. Kính thưa quý vị và các bạn, theo hãng tin TASS, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã ra lệnh rút binh sĩ khỏi thành phố Kherson sang bờ phía đông sông Dnieper để thiết lập tuyến phòng thủ tại đây. Mệnh lệnh rút quân được ông Shoigu đưa ra trong cuộc họp được phát sóng tối hôm 9 tháng 11 với Tổng chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, tướng Surovikin. Ông Surovikin cho biết, việc rút quân khỏi thành phố Kherson là động thái cần thiết nhằm đề phòng tình huống chính quyền Kiev thực hiện đòn tấn công nhằm vào hồ chứa nước của đập Khavovka, bởi điều này sẽ tạo ra một dòng lũ lớn gây ngập lụt nhiều nơi. Việc rút quân và thực hiện mọi biện pháp nhằm đảm bảo chuyển các quân nhân, đạn dược và khí tài qua sông Dnieper an toàn, với chúng ta, tính mạng của quân nhân Nga luôn là điều cần được ưu tiên. Nhà lãnh đạo nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga trong một tuyên bố sau đó khẳng định bản thân ông ủng hộ quyết định rút quân từ giới lãnh đạo quân sự Nga. Tướng Surovikin đã phải đưa ra một quyết định khó khăn nhưng đầy đúng đắn. Mọi người đều biết Kherson là một chiến trường khó khăn ngay từ những ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt, hãng tin The Guardian dẫn lời ông Kadyrov nói. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu đã đề xuất một gói hỗ trợ mới dành cho Ukraine lên tới 18 tỷ euro trong năm 2023. Khoản hỗ trợ tài chính ổn định này lên tới 1,5 tỷ euro trên tháng sẽ giúp trang trải một phần đáng kể nhu cầu tài chính về ngắn hạn của Ukraine cho năm 2023, khi chính quyền Kiev và Quỹ tiền tệ quốc tế ước tính nước này sẽ cần 3 đến 4 tỷ euro trên tháng. Với khoản hỗ trợ tài chính này, Ukraine sẽ có thể duy trì những dịch vụ công cộng thiết yếu, chẳng hạn như bệnh viện, trường học và nhà cho những người dân phải đi di tản vì chiến sự. Đồng thời, gói hỗ trợ sẽ đảm bảo sự ổn định về kinh tế vĩ mô cũng như khôi phục hệ thống hạ tầng thiết yếu như cơ sở năng lượng, hệ thống cấp nước, mạng lưới giao thông, cầu đường.